Bài giảng bổ sung dành cho học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc, chuỗi bài chinh phục lại bạn đời đang muốn ly hôn. Phần 4, tâm thế đúng cần có. Như đã nêu trong bài 1 của chuỗi bài bổ sung về chủ đề chinh phục lại bạn đời đang muốn ly hôn, thì tôi đã có nêu một lưu ý cực quan trọng và 4 điều cần làm. Trong 4 điều cần làm ở giai đoạn chinh phục lại bạn đời thì có một nội dung thứ 3, đó là tập trung vào chính bạn. Ở đó có phần lưu ý về tâm thế bạn cần có. Thì bài 4 này tôi sẽ tập trung giải thích cho bạn về tâm thế bạn cần có ra sao. Bạn cần phải có được trang bị các nhận thức phù hợp để có sự chuyển dịch tâm thế đúng. Nếu bạn không có được cái tâm thế đúng được nêu như ở trong bài này thì gần như sẽ rất khó khăn cho hành trình chỉnh sửa và chinh phục lại cảm xúc của người kia. Điều đầu tiên đó là tôi muốn bạn phân biệt giữa kéo và hút ha. Có phải mục tiêu của bạn lúc đăng ký liệu trình là phải kéo người kia trở về, phải ngăn cho họ không thoát ra được bạn đúng không? Đó, thì nếu bạn đang ôm có mục tiêu như vậy thì đó là mục tiêu sai nhé. Bởi mục tiêu của bạn gắn với chữ kéo chứ không phải là chữ hút ha. Thì bạn để hình dung á, bạn hãy tưởng tượng thế này nè. Hôn nhân của bạn và người kia là một cái nhà đúng không? Đây là cái nhà và bạn ở trong nhà, người kia đang muốn thoát ra. Họ muốn thoát ra vì điều gì? Là vì cái nhà có những cái thứ không ổn để họ muốn ở lại. Cái nhà ngột ngạt, xấu xí, cái nhà không đáp ứng nhu cầu của họ. Như tôi đã nói ở bài 1, quá trình ra quyết định chính thức bao giờ cũng có giai đoạn họ thu thập thêm lý trí và củng cố cảm xúc. Bởi cảm xúc của họ muốn thoát ra nhưng họ cũng đang sợ là không biết ngoài kia có cái gì đang đợi họ. Thế nên bao giờ họ cũng có một cái giai đoạn gọi là dập dềnh mà ta có thể nói là họ đang thập thò một chân bước ra ngoài, một chân để ngang cửa nhà vậy đó. Họ chưa biết là đi luôn hay sẽ ở lại, phải không? Vậy thì ở đây nó sẽ có hai cách hành xử. Cách một á, là bạn cố gắng nắm tay kéo họ vào nhà, thúc ép họ vào lại nhà đi ha. Thì cái việc lôi kéo thúc ép này nó có thể làm họ sợ, họ bỏ chạy luôn. Cái này thì giải thích rồi ha. Càng níu kéo van xin, càng tấn công cảm xúc của họ là họ càng dễ quyết định cắt lẹ lẹ cho xong, cho khỏi mệt mỏi đúng không? Đó. Hoặc là có thể là sẽ làm họ ở lại, nhưng bởi vì cái nhà vẫn xấu xí, vẫn không mang đến cảm xúc tốt cho họ, vẫn không đáp ứng những nhu cầu của họ, thì bất cứ khi nào có dịp họ lại chỉ muốn thoát ra mà thôi. Tại sao? Tại vì ở đây không phải là lựa chọn của họ khi quay trở lại.